Ngọc nói gì con Ngọc? Hay nói một điều gì đó coi. Chúc mừng năm mới chẳng hạn coi. Happy New Year everybody. Rồi sao nữa? Ủa Ngọc con nhớ con quay nó không có nhộn mấy chú Ngọc. Đúng rồi. Mấy số luôn mà giờ còn hỏi đúng rồi 3-4 số luôn á. Đúng rồi. Quánh cho bây giờ chứ đúng rồi. Rồi em thấy Út chưa? Con mới gót. Rồi đó quay mấy em nào, rồi nó nói chuyện với mấy em coi. Hello mấy em. Hello chị đi. Tên gì chị giới thiệu lại đi. Ủa mà Nghĩa đâu? Làm gì có đúng không? Con đã từng gặp chị Mỹ. Chú mới gặp tối qua. Chú đi làm giải thưởng ngôi sao xanh, chú mới gặp chị Yến xong. Sao xanh hả chú? Đúng rồi, mà chị Yến thắng đó. Chị Yến thắng.